Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình nha. Mình là Nguyễn Nam Gamer đây. Thì ở cái video này mình sẽ thử lái cái chiếc xe, không phải là xe nữa mà lái một chiếc đoàn tàu anh em. Thì đây là cái game Trend Simulator 2019. Link tải mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Và anh em có thể tải về trải nghiệm. Thì đầu tiên mình sẽ review cho anh em xem cái đoàn tàu của mình như thế nào. Đây là cái góc quay phía bên ngoài. Đó, một đoàn tàu đang ở trong nhà ga. Nhìn rất là đẹp luôn. Đó, tàu này cũng khá là ok ha. Đó, góc quay thứ hai này, đây là cái buồng buồng lái. Đó, mình sẽ ngồi vị trí này. Rồi góc thứ ba là góc của các hành khách chúng ta. Hiện tại thì tên cái gọi là tên cái khoang này thì có 3 người thôi. Đó, như vậy đó. Rồi để coi. Đó, và trên màn hình chúng ta thì bên tay phải là cái này là thanh tăng tốc độ này. Bên trái là cái thắng lại. Đó, hãm phanh. Và tiếp theo là cái đồng hồ vận tốc và cái điều hướng trái phải dành cho cái đoàn tàu khi mà qua những cái đoạn mà giao nhau rẽ qua những cái đường ray khác. Và đây là còi này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ để phải nha, có dấu hiệu về phải này. Thì phía trước chúng ta là có một cái đường trắng, mình sẽ bấm quẹo phải chỗ này. Đó, nó đã tiếp nhận về phải rồi. Thì phía trước mặt chúng ta là có một đoàn tàu, cho nên là chúng ta phải hãm phanh lại này. Đó, giảm tốc độ lại. Rồi, từ từ. Rồi, tăng tốc độ lên em. Đó, thì lát nữa chúng ta sẽ gặp cái tàu bên trái. Nhưng mà biết nó có đi cùng đường với mình hay không. Không, nó đi phía dưới em. Đó, nó đi phía dưới. Mình thay đổi góc quay cho anh em xem này. View rất đẹp luôn không. Thì nhìn trên này cũng khá là hay luôn. Đó, nó đi dưới mình đi trên. Ủa, đang đi đâu đây? À, map thì nó lần lần nó hiện lên anh em. Thì game này mình chơi mình cũng không có cần phải tập trung chăm chú nhiều lắm. Ồ, mình tới ga rồi anh em. Hạ xuống và thắng lại nè. Rồi, bây giờ là chuyến thứ hai của chúng ta. Chuyến thứ hai thì chúng ta để coi cái trong khoang tàu nó có hành khách nào khác không. Để coi. Ồ, vẫn có bao nhiêu người này thôi hả? Để coi. Mình nhìn thử phía trong này còn ai nữa không? Vẫn 3 người này thôi, ok. Thì tiếp tục đi anh em. Đó, tàu chúng ta đã lăn bánh và nói chung là khi mà chơi cái game tàu này thì chúng ta sẽ được trải nghiệm nhiều cái thành phố rất là hay. Và chúng ta có thể nâng cấp lên những con tàu, gọi là con tàu nó giá trị hơn, nó đẹp hơn, nó đồ sộ hơn, rồ hơn em. Và nó vẫn có thể hỗ trợ mình mua nha. Thì anh em nào thích mua thì mua, còn anh em nào thích chơi bản miễn phí thì cứ chơi. Để coi mình phải quan sát là nó đi đến những cái đường này nó có rẻ gì đâu không. Chưa, hiện tại thì chưa thấy anh em. Đó, vẫn đang đi trong tầm kiểm soát này. Thắng lại, có một đoàn tàu trước mặt. Rồi, đi tới luôn. À, chung khá là hay. Song song chúng ta là có một cái đoàn tàu khác cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà đoàn tàu đã có vẻ như là nó cái kiểu nó khác. Rồi, mình sẽ vào cái góc của hai anh tài xế coi. Của hai anh gọi là anh gì. Đó, vào góc quay này là ảo cả trưởng luôn. Vào góc này thì một cái dấu hiệu quẹo phải này, mình sẽ bấm quẹo phải nè anh em. Đó, nó sẽ quẹo phải. Quẹo phải. Đó. Góc quay này đều rất là ok, nhưng mà mình thấy ra bên ngoài rồi anh em, mình ngồi trong đây khó quan sát lắm. Đó. Stop. Có cái gì trước mắt kìa. À, có một cái đường gọi là giao thông đường bộ đi ngang anh em. Thì mình đã giảm tốc độ rồi, mình cho nó tới đó nó sẽ tự động nó dừng. À, ok, cái đèn xanh nó vừa bật lên là mình sẽ đi nha. Đó, tăng tốc lên. Bẹo phải hả? Ủa, sorry anh em, nãy giờ mình nó đang bị dính cái phần nãy. Cái hướng mà nãy mình rẽ trên cái đường ray phía trước á.
Nói chung là cái game này trải nghiệm cũng khá là hay. Không biết là anh em có thích cái game này không, comment dưới video giúp mình nha, để mình xem phản hồi mọi người như thế nào. Game này cũng khá là lạ. Mình sẽ sưu tầm nhiều cái game để mình chơi cho nó rồi hãm lại anh em. Phía trước chúng ta là cái điểm dừng đó. Thì nói chung mình trải nghiệm hai cái chặng vậy thôi. Thì cảm ơn anh em đã xem cái video của mình nha, và hy vọng rằng anh em sẽ thích cái game này và cùng trải nghiệm với mình để mình review lại phía trước cho anh em có một cái view cho nó đẹp đẽ xíu đó. Ủa sao nó bị nhìn nó kiểu giống như đang đặt đường ray quá cái chữ. Rồi các anh em rất là nhiều nha, hẹn gặp lại anh em ở cái video sau nha. Bye bye mọi người, tới xíu nữa là trả khách nè. Vãi cả trưởng luôn rồi, thắng lại.